Bi ăn đi. Đúng rồi, bị xúc bằng tay phải đúng rồi á. Đây này, Bi bỏ vào đây. Bỏ đây, bỏ đây, đây này. Đây, bỏ vào đây, đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Bi ăn ngon nha. Ăn ngon đi, mẹ đi rửa bát rồi nha. Ok. Con tự đi hay mẹ đưa? Con tự đi. Con tự đi nha. Rồi, ok. Rồi, con mang cặp lên đi. Con chào mẹ đi học. Thank you.
Với gừng này ăn cho ấm bụng nha. Ngồi đây chơi, anh Bình về giờ á nha, không phải lo đón anh đâu. Con ngồi yên đây nha.